Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui được gặp lại anh em trong clip ngày hôm nay. Ngày hôm qua tôi có chơi cái bộ Ego Seed mà chúng ta sử dụng cái con Dartlet làm con co. Thực sự là nó là một cái sự bất ngờ khi mà Dartlet làm co vẫn rất khỏe. Cứ tưởng là chỉ có dồn đồ thủ cho Dartlet thì nó sẽ thiếu đam, nhưng mà không. Thực sự là nó vừa gây đam được mà nó vừa rất là trâu, rất là tăng cơ. Đấy. Và cái bí kíp này thì tôi lụm được ở trong cái giải Championship khi mà có một cái đối thủ người Thái Lan đã chơi. Phải nói là bất ngờ trước cái sức mạnh của nó. Và cái chính ấy là chúng ta có thể chuyển được cái giai đoạn late game rất là dễ dàng, có thể chuyển sang Chigot, Counter, các cái bộ khác. Đó. Giai đoạn giữa game thì chơi cái bộ đấy thì những cái bộ mà Counter và bộ God Warlock ấy, như là bộ Beat thì không sợ. Mà nếu mà late game không có Greater thì còn có thể chuyển sang là chơi, lúc mà nó lên được 3 sao ấy, chuyển sang chơi God kết hợp với Mục Sư cũng rất khỏe. Nó sẽ khỏe ở giai đoạn late game. Chuyển ở giai đoạn late game ấy, thì thường là người ta sẽ không giữ những cái món bùa tâm linh nữa anh em ạ. Đấy, những cái món bùa tâm linh thì đến cái giai đoạn đấy là người ta rèn hết rồi. Rất là ngon. Late game gần như là đối thủ chỉ có chuyển sang Greater để counter thôi. Đấy, nhưng mà chuyển sang Greater cũng chưa chắc đã ăn được một con Dartlet 3 sao nhá. 3 sao full đồ thủ, có Radiant rồi có bất diệt thì cũng không ngán Greater mấy. Thực sự là khá là khỏe đấy. Sau khi lên cái video clip ngày hôm qua thì cũng có hai cái câu hỏi mà anh em đặt cho tôi. Thì tôi cũng xin trả lời trong cái video này. Cái câu hỏi thứ nhất đấy chính là anh em thấy tôi chơi cái bộ 9 Ego Seed dồn đồ cho Dartlet là lấy đồ thủ. Sau trong cái video tôi có nói là nó có 3 kiểu thánh ấy, thì có thể ở đây là một vài anh em chưa có chơi cái bộ Ego Seed, nên là anh em có hỏi là thì cái kiểu đánh đánh tay thì nó như nào mà đánh phép thì như nào. Thì Ego Seed thì tôi cũng đã nói rõ ở trong cái video trước rồi, nó có 3 kiểu chơi. Thực ra lúc đầu nó chỉ có 2 kiểu chơi thôi. Một là đánh phép là dồn đồ cho ác mộng làm co. Hai là đánh 5 tay. Đánh 5 tay thì chúng ta sẽ dồn đồ cho con cung đen. Đấy. Thì tôi cũng đã nói rõ rồi. Đánh tay lấy những cái đồ công thôi. Đồ công đánh tay. Còn đánh Dartlet thì là lấy đồ thủ. Đó. Còn đánh phép thì là chúng ta sẽ lấy ác mộng làm co. Và sẽ lấy toàn những cái đồ đam, là đam sát thương kỹ năng. Nha anh em nhá. Đó. Tuy nhiên là nó sẽ có những cái điểm rơi khác nhau của đội hình. Cái bộ mà chơi cung làm co ấy, thì chúng ta sẽ chơi ở level thấp. Chúng ta chơi ở level 7 thôi. Đấy. Và có thể là hôm nay tôi sẽ chơi cái bộ đấy. Về căn bản ấy là nó liên quan đến câu hỏi thứ hai. Và cái câu hỏi thứ hai cũng nó cũng khá là liên quan đến cái câu hỏi đầu tiên. Nên là hôm nay tôi cũng sẽ chơi cái bộ Ego Seed kết hợp với cả cung nha anh em nhá. chúng ta chơi nếu mà nó ra Ego Seed. Cái này thì để từ từ để xem mà tôi có làm được không. Nếu mà chúng ta ra nhiều Ego Seed có thể tôi sẽ chơi để cho anh em nắm được cái bộ Ego Seed này nó chơi co đánh tay như nào. Còn nếu mà không ra Ego Seed thì có thể là tôi sẽ chơi cung nha anh em nhá. Tôi cũng đã pick sẵn ở đây những cái con cung rồi. Đầu game thì cũng có một cái món đồ là đang chưa xài được, đấy chính là cái trượng phép thuật. Lúc đầu tôi định lấy trượng phép thuật để đánh Shaman đấy anh em ạ, bởi vì là tôi thấy có con mèo Shaman ở trong đội hình. Đó. Tôi định là đánh Mage Shaman. Ui, trận này ra Clay nhiều nhỉ, nhưng mà ra cả Ego Seed này. Ok, nhưng mà cũng chưa biết được đâu, cứ từ từ đã. Thường thì những cái trận mà có con mèo Shaman thì tôi sẽ không chơi Ego Seed đâu anh em ạ. Bởi vì Ego Seed là rất sợ Shaman. Nó phải nói là rất sợ Shaman. Nhưng mà cái trận này thì tôi thấy là Hunter nó cũng ra nhiều ấy. Ra hai con cung đen từ đầu. Ra cung đen sớm này. Xong rồi ra Hunter này. Nên là tôi cho chuyển, tôi lại không chơi mết nữa. Nên là cái món đồ tôi có lấy nó hơi bị sai một chút. Nhưng mà tí nữa thì chúng ta sẽ rèn lại đồ thôi. Không có vấn đề gì cả anh em nhé. Bây giờ chơi cái trò này nó linh hoạt lắm anh em ạ. Chúng ta lấy nhầm đồ chúng ta có thể rèn lại ở cái round 10. Không có cái vấn đề gì cả. Hunter. Tức là trận này nó cho cả Hunter, nó cho cả Ego Seed.
Nên là cứ từ từ đã anh em nhá, để xem đã. Nếu mà không ra Exit thì chúng ta có thể chơi Hunter. Hunter trận này cũng rất là ngon, có máy bay này, có Tsunami. Đấy. Hai con rất là quan trọng ở trong bộ Hunter. Mà nếu mà có hai con đấy ở trong truyền thuyết thì cũng lên chơi. 9 Hunter kết hợp với máy bay rất khỏe. 10 điểm cho chất lượng nếu mà đủ hai con nha anh em nhá. Nó đủ hai con trong truyền thuyết mà còn đầu game mà ra Hunter nữa thì quá tuyệt vời anh em ạ. Đấy. Không việc gì mà phải chọn cái bộ Exit khi mà một trận đấu Exit thực sự là nó cũng không phải là mạnh lắm. Đấy. Theo tôi thì trận này nếu mà chơi Exit thì nó cũng không phải là quá mạnh. Bởi vì không có những cái con Lambda xịn ở trong cái bộ Exit. Tức là cái trận này nếu mà chơi Exit thì chúng ta sẽ dựa vào là chơi co là thấp tiền và Hyperdrone ở level thấp thôi. Đấy, chứ còn bảo để lên level cao kiếm được thì không ăn thua. Trận này chỉ có một con kiếm hồn thôi chứ còn không có lick. Tức là đằng nào của chúng ta cũng là đánh tay đúng không? Thế thì Hyperdrone ở level thấp đánh cung đen có khi lại ngon hơn. Bởi vì thực sự là tôi chả biết anh em thế nào, nhưng mà riêng tôi nhá, mà tôi chơi co bằng 5 đô ấy, chả bao giờ ra luôn. Mà nếu mà nó có ra thì cũng rất khó hơn 2 sao. Đấy, tôi nghiệm theo là cái quá trình mà tôi chơi thì tôi thấy là cái việc mà tôi Hyperdrone một cái con tướng thấp tiền lên 3 sao nó dễ hơn là một cái con tướng 5 tiền nó lên 2 sao anh em ạ. Đó, nên là tôi quyết định nếu mà chơi thì tôi cũng sẽ Hyperdrone level thấp thôi, đánh co đánh tay. Con đánh tay này nó có thêm một con nữa, đấy chính là con kiếm hồn anh em nhá. Ngoài ra nó có cái bộ này nó còn kết hợp với cả lùn này, kết hợp với cả rồng. Đấy. Tức là nó có thể chơi là co là con rồng 4 đô ấy cũng được. Tuy nhiên là cái con rồng này anh em phải xếp thật là khéo, phải xếp giấu thật là kỹ. Bởi vì là nếu mà anh em hở ra một cái con rồng chết ngay. Cái lượng máu con rồng nó giảm một lửa mà. Đấy, thế nên là cái con rồng của anh em cũng phải hết sức cẩn thận. Dragon Clay nó phải có đồ hồi máu. Và nó cũng sẽ phải xếp ở cái vị trí mà tránh xa những cái lượng đam của đối thủ. Đấy, phải thật là kỹ. Bởi vì cái con mà nó mỏng đến như thế, nó bị chia đôi máu, nó rất mỏng. Thì chỉ cần là một cái trưởng nhẹ của cái con, của cái bọn mết thôi ấy, là cái con rồng là nó chết rồi. Đó. Đồ này chắc chung không lấy, không có cái đồ gì ngon cả, random nha anh em nhá. Random đó. Ui đây rồi, được. Ok. Que đánh là Hunter là được. Que hoặc là có thể là dao. Ui dồi ôi, thế chơi Hunter rồi anh em ạ. Cảm giác như đây nó sẽ là cái bộ 6 Hunter sớm đấy. Bây giờ tôi thiếu một con, thiếu con rồng. Ở đây chúng ta thiếu con rồng nữa. Ra này có up lên 7 không nhỉ? Up 7 thì lại không đủ tiền. Chưa đủ tiền up 7. À thực ra là đủ rồi đó. Đủ rồi nhưng mà thôi từ từ đã. Cũng không vội lắm. Lấy que nha anh em nhá. Vẫn ưu tiên những cái que. Chơi Hunter chúng ta sẽ lấy nhiều cái đồ tốc đánh hơn. Đam thì nó không thiếu đâu, bọn này nó thừa đam mà. Rồi, súng ở đây là có que bắn rất cháy luôn, mặc dù là chưa có 6 Hunter đâu nhưng mà bắn rất đau ấy. Không biết có chơi được Exit không đây. Tôi muốn chơi để cho nó thôi, nó thành một cái series luôn đấy. Series là gì? Là thì đang chơi Exit đúng không, vào giải đang hot. À đấy. Quên mày nói một lúc lại quên mất cái câu hỏi thứ hai mà anh em đặt ra cho tôi. Đấy chính là có anh em hỏi tôi về cái giải đấu cũng như là ở trong rank, tình trạng ở trong rank hiện tại nó có cái bộ Fallen Witcher kẹp với cả 9 Assassin nó nổi lên thì chơi cái bộ nào để counter. Thì tôi cũng xin chia sẻ luôn với anh em, nó chính là cái bộ Exit đấy anh em ạ. Đấy. Và cụ thể hơn thì nó chính là Exit kết hợp với Hunter, à kết hợp với lùn. Hoặc kết hợp đánh tay nha anh em nhá. Đấy. Full đam.
đánh đôi công thì sẽ ăn được. Còn đánh như cái trận hôm qua, tức là tôi chơi là lấy toàn bộ đối thủ chơi Dallas ấy, thì cái bộ đấy nó sẽ không chơi được với cái bộ Assassin đâu nhá anh em nhá. Bộ 9 Assassin thì chúng ta sẽ chơi đôi công. Và để mà đánh được ấy, mà chắc chắn lết game ấy, thì anh em sẽ cần cái bất diệt nha anh em nhá. Anh em sẽ cần cái bất diệt của con cung đen. Đấy là phải có bất diệt. Đấy là món đồ trấn phái đấy. Rồi, 6 Hunter này. Ok, đủ 6 Hunter rồi nha anh em nhá. 6 Hunter kẹp với cả, tôi nghĩ là tôi sẽ giữ lại con Tutka. Con Tutka này nó có beat. 6 Hunter kẹp với cả 2 beat đi. Rồi, tạm thời là bây giờ là cái tầm này là ổn rồi đấy anh em ạ. Tầm này nó bắt đầu là khỏe rồi. Chúng ta cứ đứng ở góc đánh thôi. Bò góc để đánh. Hunter thì xếp góc này là khỏe nhất rồi. Trừ những cái trường hợp mà đối thủ ra những cái con bắn trưởng nam diện rộng mà dạng kiểu mết xong rồi có da chẳng hạn thì phải lé ra thôi. Chứ còn bình thường để như này vẫn rất là ngon. Ui thằng này to đấy. Thằng này to đấy. Nhưng mà cái con súng của tôi nó rất khỏe nhá. Con súng của tôi nó gần như là nó cái những cái con thấp máu là nó có thể kết liễu rất nhanh. Ồ, là Exit này. Chỉ cần là tôi có cái con Evil Clay nó lên được 2 sao thì tôi sẽ chuyển Exit. Hiện tại thì chúng ta chưa chuyển được anh em ạ. Chưa chuyển được. Mặc dù chúng ta đã có đủ 6 con rồi đấy. Đủ 6 con rồi. Nhưng mà Hunter là vẫn ngon hơn. Chấp nhận thọt tiền một chút nhưng mà giữ được cái chuỗi anh em ạ. Tôi sẽ giữ cái chuỗi này. Chúng ta chỉ có thể chuyển được sang Exit khi mà cái con Evil Clay nó lên 2 sao là có tăng cơ phía trước thôi. Hiện tại chưa có tăng anh em ạ. Trong khi đấy cái bộ Hunter này nó đang có một cái con tăng cơ phía trên. Là con Tutka kẹp với beat bắn khá đau. Tạm thời tôi sẽ bỏ con này đi nhá. Trận này tôi sẽ cho con God Kid vào. Cho God Kid chứ còn nếu mà không có God Kid thì cái con kiếm hồn tôi sợ nó sẽ không ra được đâu. Nó sẽ không đủ 9 con Exit. Đấy, nên là bắt buộc phải cho God Kid vào nha anh em nhá. Ui, thằng này cũng to đấy. Nhưng mà Hunter của đoạn này bắn cháy lắm anh em ạ. Anh em nhìn này. Ui, con súng có đồ. Khỏe thật sự. Bắn đau luôn. Chuỗi cộng 8 rồi, cho gặp cái thằng có chuỗi thế nào. Gặp thằng có chuỗi là cắt chuỗi luôn đấy. Trận này thì chúng ta sẽ Hyperdrone ở level thấp nha anh em nhá. Ở level 7 thôi, chơi ở level 7 thôi. Tích 50 tiền rồi Hyperdrone. Không phải up cấp vội làm gì cả. Cái thằng top 2 hiện tại nó đang có tới 5 con 2 sao. Nhưng mà khả năng chúng ta vẫn có thể ăn được 5 con 2 sao này vô tư. Anh em ạ. Vô tư luôn. Chúng ta đang sở hữu một cái đội hình mạnh ở giữa game. Không sợ đâu. Thậm chí là nếu mà bây giờ Evil Clay lên được 2 sao ấy, chuyển sang Exit bắn nó còn cháy hơn nữa cơ. Hunter là không mạnh bằng đâu. Nhưng mà vấn đề là Exit nó phải lên được 2 sao. Đấy. Còn bây giờ thì Hunter để vẫn mạnh hơn. Đam to. Đam to. Có tăng cơ phía trên. Công thủ toàn diện. Kiếm crit. Rồi, đây này. Đây nó là cái file quyết định này anh em này. Đấy, để xem nào. Đồ này nó sẽ là cái file quyết định. Ui dồi ôi. Thôi xong rồi anh em. Thế là ngon rồi. Thế là ngon lắm rồi anh em ạ. Thế là ngon lắm rồi. Quá tuyệt vời. Rồi. Tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ giữ lại Hunter. Tầm này thì thôi. Vẫn sẽ giữ Hunter.
Chưa. Đam to mà. Không có việc gì phải chuyển vội sang Exit cả. Exit cái hàng phía trên nó mỏng quá là nó ập vào cái hàng đằng sau nhanh ấy anh em ạ. Chúng ta cần phải có một cái con nào đấy mà nó trâu trâu một chút ở phía trên. Chứ còn nếu mà để ập vào phía sau nhanh thì là toang đấy. Luôn là phải giữ khoảng cách. Đây rồi bạn ơi. Mình xin nhá. Súng bị bớ vào kìa. Súng bị bớ vào nhưng mà không sao hết. Hay quá. Quá tuyệt vời anh em ạ. Rồi. Đó, chúng ta có tiền, bây giờ chúng ta sẽ roll. Ui dồi ui, hay. Chơi bộ này co là súng với cả co là cung đen nhá anh em nhá, hai con. Exit này. Từ từ đã. Tôi nghĩ là cái tầm này vẫn chưa chuyển sang được Exit đâu. Nên là có lẽ tôi sẽ tạm thời tôi bán lại con God Kid đi. Bình tĩnh. Hunter đang khỏe anh em ạ. Từ từ phải roll ra 2 sao đã. Hiện tại những cái con 2 sao không phải là những cái con tanker. Nếu mà nó là một con rồng cơ. Đây này, trận này cũng có Exit này anh em này. Nếu mà nó là một cái con rồng 2 sao. Ui thằng này kinh nhờ, thằng này toàn 2 sao luôn này. Đấy, nhưng mà chúng ta đang Hunter chúng ta vẫn rất là khỏe. 6 Exit của đối thủ full 2 sao nhưng có ăn được chúng ta đâu. Ui trứng rồi này. Từ nha, rô nã. Đây rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Được rồi. Chỉ cần cái con đấy nó lên được 2 sao thôi thì chúng ta có thể chuyển được. Đó. Ok. Rồi. Rôn tiếp không nhỉ? Xếp đội hình ưu tiên trước đã, xong rôn một vài cái thôi anh em ạ. Ok. Con này nó sẽ có Warlock này. À đâu, quên, chưa có con năng mộng nhỉ. Chưa có năng mộng. Mạnh lắm rồi đây anh em ạ. Cái bộ này vua giữa game luôn. Giữa game trùm. Ác mộng này. Cung đen lên được 2 sao. Ok. Rồi luôn về 50 tiền thôi anh em ạ. Còn lại luôn lên 3 sao luôn nhá. Từ từ đã. Chuyện này có khi không lương con rồng. Thôi bán rồng đi. Chúng ta sẽ nuôi cung đen này, súng này, ác mộng. Ác mộng và con ảnh phân lộ nhá anh em nhá. Ảnh phân lộ sẽ nuôi lên 3 sao. Hiện tại ở đây là tôi có một quả trứng và hai con súng nữa rồi. Tức là bây giờ chúng ta chỉ cần 3 súng nữa thôi là lên được 3 sao sớm. Đấy. Tạm thời lên con súng 3 sao trước cũng được. Lết game rồi dồn đồ cho cung đen sau. Lết game chúng ta sẽ tìm con cung đen. Và nói chung là nếu mà con cung đen nó không lên được 3 sao tôi vẫn sẽ roll được 7 thôi anh em ạ. Bộ này chơi ở 7 mà. Sống chết là lên cung đen 3 sao. Đấy, không lên thì xuống hố thôi. Nhưng mà nó mạnh anh em ạ. Vấn đề là ngay ở cái đội hình level 7 nó đã mạnh rồi. Rồi. Đồ này thì tạm thời chúng ta chưa rèn vội anh em nhé. Chúng ta cứ cầm đồ đã, cho con tanker cầm đồ tăng ở phía trên. Cung đen mà lên 2 sao thì lại dồn đồ cho cung đen. Đấy, mà cung đen tí nữa mà súng lên 3 sao thì lại dồn đồ cho súng. Đó, bộ này có hai con co. Con nào lên trước thì dồn đồ trước. Cố gắng run hai con Exit thuộc cái hệ Warlock lên được 2 sao. Bộ này thì nó sẽ mạnh khi mà chúng ta kẹp được thêm Warlock nữa. Và chúng ta có thể chơi ổn trước ra 30.
cứ có cái con rồng, con rồng ba đô ở phía trên ấy, hai con Warlock và con Dartlet là chắc chắn là sẽ có thể là đánh ổn, giữ được máu. Chuối hay không thì nó còn phụ thuộc vào nhân phẩm, phụ thuộc vào đồ nữa anh em ạ. Mà trận nào có lùn thì anh em cứ yên tâm là nó sẽ rất mạnh như trận này. Đấy, trận này là tôi có, ui rồi ôi, đồ nó phải quá là đẹp luôn anh em ạ, búa sét này. Ok, round này chắc là tôi sẽ đập trứng luôn cho súng đi, giải phóng cái hàng chờ này đã. Rồi. Tạm thời chúng ta chia đồ ra. Đồ là thừa thì nhét cho con súng với nhét cho con Evil Clay anh em nhé. Evil Clay này là rất trâu. Đấy, giáp là 10, máu là 1k8, 1k8 máu, giáp 10. Nếu mà anh em thêm giáp em có khả năng. À, chúng ta có thể rèn được đồ đồ xanh dương này. Ok, thế thì tôi sẽ rèn luôn. Để xem nào. Ui rồi ôi, anh em ơi, thôi 100% máu đến hết game rồi anh em ạ. Đồ này nó đồ nó quá chuẩn luôn rồi. Đồ quá chuẩn rồi. Đồ này thì đánh ở level 7 vô tư luôn, đến ra 30 luôn. Không nói nhiều. Trời ơi, đồ búa xét xong lại còn hai tia nữa. Thiếu cái mặt lạ hút máu nữa. Quá tuyệt vời anh em ạ. Rau này có khi là phải xả gấp luôn một chút. Rồi, ác mộng lên được 2 sao. Xả gấp lên chút anh em nhé. Rồi, quá tuyệt vời. Có nên thay con rồng ra không nhỉ? Nếu mà thay con rồng thì lại mất 3 Hunter. Đây con này. Thay con ảo ảnh cũng được. Ảo ảnh mới có 2 sao đó. Tí nữa cái con ảo ảnh nó lên 3 sao thì chúng ta lại thay vào, thay con rồng. Tôi nghĩ là tôi sẽ thay con rồng. Cái tầm này bây giờ 3 Hunter nó cũng không cộng nhiều nữa rồi. Chủ yếu là đồ với cả cái hệ lùn thôi. Ôi. À, trộm chó à? À, à, trộm chó, trộm chó, trộm chó, trộm chó. Ui ôi. Nhưng mà có súng hai co cơ mà, hai co cơ mà. Thậm chí là cái round vừa rồi con cung nó không bắn được mấy phát. Con súng nó làm hết. Khỏe thật sự. Round vừa rồi đánh với cả bọn Aegisid ấy. Trận này roll mạnh một chút anh em nhé. Ui giời ơi, hay quá. Lên được 3 sao rồi. Tạm thời bỏ con rồng ra. Chúng ta dần dần chúng ta sẽ có full 2 sao và một vài con 3 sao, ví dụ như con súng này, con cung đen. Đấy, con ảo ảnh phân lộ lên được 3 sao rồi. Bây giờ chỉ nuôi súng với nuôi cung đen với cả nuôi ác mộng. Nuôi ác mộng. Nếu mà giàu ấy, nếu mà chuỗi to nhá thì còn có thể nuôi được luôn cái con đắt lét nữa. Mặc dù ở trận này là không chơi đắt lét làm co. À, trận này có gót du xoay này. Đấy đấy. Gót của Lock à. Ok. Trận này còn có một cái thằng nó chơi chơi Goblin anh em ạ. Chơi Goblin, liệu rằng cái bộ đánh tay này có sợ Goblin không? Đánh nam tay này có sợ Goblin không? Goblin với cái lượng giáp rất trâu. Nhưng mà cái bọn này đánh nam tay nó phải gọi là mạnh nhất trong các cái thể loại nam tay. Tức là đam cực kỳ mạnh. Đam cực to. Mà vừa mới vào là chia đôi máu đối thủ cơ mà. Đấy, bây giờ tôi full 2 sao rồi. Đã bỏ con này ra thì nó lại không có Warlock. Có yếu hơn không nhỉ? Không có khả năng hút máu. Không có khả năng hút máu, khả năng yếu hơn đấy. Nhưng bù lại chúng ta sẽ có một cái hàng tăng cơ chất lượng 2 sao. Thực ra là tôi cũng roll khá nhiều ấy nhá. Bây giờ nó mới lên được full 2 sao đấy. Trong khi cái thằng mà chơi Aegisid cùng ấy là nó cũng lên được 2 sao rồi. Và nó còn đẩy cấp lên 9 cơ. Cái thằng đấy nó còn đẩy cấp lên 9 cơ. Nhưng mà tất nhiên là cái thằng đấy gặp tôi thì nó đánh ở 9 nó cũng chả khác gì tôi ở 7. Bởi vì cái bộ 9 Aegisid ấy, nó đánh những cái con mà không phải cái tộc Aegisid thì nó cũng chả có đẻ mấy cái con đệ ra đâu. Không đẻ zombie ra thì nó cũng, cái hiệu ứng đấy nó cũng bằng thừa.
Thế là nếu mà trong cái trận đấu nó có nhiều cái thằng chơi Exit với nhau ấy, thì tốt nhất là cứ roll lên 3 sao cái đã, sau đó thì lên 9 sao cũng chưa vội. Những cái thằng Exit ở 9 con với đánh ở 7 con thì nó cũng chả khác với nhau anh em ạ. Nó cũng không chia đôi máu của chúng ta và nó cũng không có gọi đệ ra thì cái hiệu ứng nó không khác nhau là mấy. Đấy mà chúng ta đánh ở 7, thậm chí chúng ta còn mạnh hơn vì chúng ta kẹp là 6 Exit xong rồi kẹp 2 lùn. Trong khi đấy nhá, nó lên 9 ấy. Nó lên 9 thì nó sẽ không kẹp lùn mà nó sẽ là 9 Exit. Thì rõ ràng là chúng ta thậm chí chúng ta đánh ở 7 chúng ta còn có 3 Hunter, 2 lùn. Đó, mạnh hơn rất là nhiều. Cái bộ này tôi nghĩ là bắp ngầm đấy, chứ còn trước đấy tôi thấy nó không mạnh đến cái cỡ như này đâu anh em ạ. Và tôi nghĩ là bắp ngầm thôi. Nhà phát hành dạo này bắp hơi kinh ấy. Nhưng mà sau khi mà update mà bắp cũng chả có nói gì với cả chúng ta. Chúng ta cũng chả biết là tại sao nó lại mạnh như thế. Vào giải nó thấy khác cái là biết ngay. Thực ra là cứ phải có cái trải nghiệm mà vào trong giải ấy, xong rồi có trải nghiệm ở trong giải mới biết nó mạnh anh em ạ. Đấy là lý do tại làm sao mà mấy cái trận đấu ở trong cái vòng 1-3-2 là 1-16 ấy, người ta lại chơi Exit nó lại nhiều như thế, khỏe đến như thế. Rèn tiếp nha anh em nhá. Tôi sẽ rèn thêm một cái món đồ blue. Vứt cái áo giáp thôi, không cần đến. À đây rồi. Lấy gương nhá. Chưa có cái mặt lạ điên thì lấy cái gương được. Thực ra là cái món blue thì nó có rất nhiều món để lấy được anh em ạ. Món blue thì kể cả cái hút máu trừ giáp thì cũng có thể lấy. Búa xét này, hút máu trừ giáp, hai tia, gương. Còn gì nữa không? Hút máu cuối, hút máu mặt lạ điên. Không phải hút máu trừ giáp, tôi cứ quen gọi ngày trước ấy. Nó là cái trừ giáp, trừ 10 giáp ấy. Đấy. Thậm chí là cái đại bác chí mạng cũng ngon. Cái đại bác chí mạng nó sẽ bảo kê cho con co của anh em. Nó mà bị cái thằng nào giống như kiểu TB, nếu mà chơi với mấy cái thằng mà TB Assassin ấy. Đấy, con TB là bling xuống phát đẩy luôn, đẩy ra phía sau luôn. Đấy, ở đây chúng ta có còn cái đại bác chí mạng này cũng ngon này. Mặt lạ điên với cả trừ giáp 10 giáp. Không có đại bác chí mạng thì mấy cái con mà có bling vào thì nó hơi nguy hiểm. Nó có cái bling vào chúng ta sẽ không đẩy được ra. Ở đây là cái đại bác chí mạng là ngoài việc đẩy ra nó còn stun nữa. Nó còn stun 1 giây nữa cơ anh em ạ. Ui rồi ui, thế thôi, súng lên 3 sao thì chơi súng trước. Cung đen thì còn 2 con. 2 con cung đen nữa chúng ta cũng có thể là sẽ được lên 3 sao và chúng ta sẽ dồn đồ. Tạm thời thì thôi con súng 5 co nha anh em nhá. Con súng 5 co thì con súng nó sẽ đứng ở trong an toàn. Thực ra nếu mà bây giờ mà có cái thằng nó bờ linh xuống đây ấy, thì nó cũng sẽ phải đấm xong cái con ác mộng, sau đó đấm tiếp con Exit Ranger rồi nó mới sờ vào con súng cơ. Xếp như này thì cứ yên tâm là có bờ linh xuống dưới thì cũng còn lâu mới tiếp cận được súng. Súng bây giờ đang đứng ở cái vị trí rất là an toàn. Ok. Cái thằng Godzu bây giờ nó lại chuyển sang là chơi God War chứ không phải God Warlock anh em ạ. God Warrior. Ui dồi ôi, bắn kìa. Trông cửa lại mềm không kìa. Bắn đau thật sự luôn. Anh em thấy không? Gần ra 30 rồi vẫn đang đánh ở level 7. Và đang rất là ổn. Đang rất ổn luôn. Đánh ở level 7. Chưa có dấu hiệu là bị mất chuỗi luôn ấy. Còn một con nữa nha. Một con cung đen nữa thôi. Chắc chắn là sau ra 30 là tôi sẽ cố gắng tôi roll ra con cung đen 3. Đấy, sau ra 30 là cái bộ này bắt đầu yếu rồi. Phải có cung đen 3 thì mới chơi được. Nhưng mà một khi mà đã lên được con cung đen 3 nhá, là lại sống, coi như là khỏe, sống tốt đến late game luôn. Đấy, chỉ cần chơi 7 con thôi. Cái bộ này nói chung là không khác gì những cái bộ như kiểu Gritter này. Hay là những cái bộ kiểu gì nhỉ? Mà Hybron ở level thấp nhỉ? Bộ 9 Assassin Fake hay là bộ Feather.
Gladiator, đấy là những cái bộ mà chúng ta hyper drone ở level thấp thì cái bộ lạnh thế. Đánh level thấp rất ổn luôn nhá. Đánh bằng chất tướng chứ không đánh bằng số lượng. Đây này, thằng này anh em thấy không? Thằng này 6 Aegis à 9 Aegis nhá, nhưng mà nó cũng có cái tác dụng gì đâu. Gặp tôi vẫn đấm như con thôi. Đấy. Thấy không? Nó thậm chí nó còn yếu hơn. Nó bắt được con súng của tôi ra mà nó vẫn bị đấm nó sấp mặt. 9 Aegis không mạnh bằng thế cơ. Nó lại như thế cơ anh em ạ. 9 con không mạnh bằng là 6 con. Rồi. Rao này tôi sẽ cố gắng kiếm con cung đen luôn. À từ, vẫn có slot thì thôi. Từ từ đã. Nếu mà vẫn còn slot thì cứ để sau round 30 đi, sau 30 đi. Sau 30 roll, bây giờ là đủ 9 con rồi. Đủ 9 con Aegis, nhưng mà tôi sẽ không cho 9 con Aegis vào đâu. Level 10 mới chơi 9 Aegis nha anh em nhá. Trận này nó sẽ là như thế đấy. Súng lên 3 sao không ai vứt súng ra cả. Nên là tôi sẽ đưa cái con Aegis cuối cùng ấy để mà kết hợp cái bộ 9 Aegis là chúng ta sẽ lên level 10. Đấy, thống nhất là như thế anh em nhá. Rồi. Khỏe thật sự anh em ạ. Từ đầu game đến giờ anh em thấy không? Tôi 99 máu luôn. Suýt 100 máu. Suýt nữa thì coi như là 100 máu luôn đến hết game anh em ạ. Dã man. Bây giờ thằng nào nó mới ăn được tôi? Thực ra là mấy cái thằng kia ấy, bây giờ nó chết thì nó chết sớm đi. Không à. Gặp cái thằng này, ui thằng này to nhỉ. Gặp cái thằng này này. Gặp cái thằng này hai mèo. Ui ra cả mèo 5 đô, thôi nguy hiểm rồi. Ây à, đấm nổi không? Căng phết đấy. Ui từ trước rồi, mất chỗ rồi này. Saling Assassin thôi xong rồi. Ui rồi ôi, khỏe thế. Ui Saling Assassin không đồ mà đấm đau đấy nhở. Chứng tỏ là gặp Aegis, Aegis gặp với cái bọn Goblin vẫn thua. Điêu rồi đấy. Giáp bọn này nó hơi to và nó hơi trâu. Cần phải có những cái món đồ bắn trưởng nhiều hơn. Thôi. Đây roll cung đen 3 luôn anh em nhá. Là 30 rồi. Đây rồi. Mốc ở trong cái đội hình này nó chính là con cung đen nó lên được 3 sao ở round 30 đấy anh em. Bộ này nó có thể giữ máu được đến round 30. Ok. Rồi. Và cái round 30 này chúng ta sẽ có một cái món đồ tím và có thể sẽ là một cái món đồ cam anh em nhá. Tôi sẽ roll ra một cái món đồ cam. Để xem nào. Đổi hết cái đống này ra được món đồ cam là ngon nghẻ không? Nếu mà không đổi được ra đồ cam thì có thể đổi đồ tím cũng được. Gươm bóng tối Shadow Blade này. Ok. Cái này ngon, cái cung ngon, giữ lại. Những cái món nào trùng ấy thì chúng ta vứt đi nha anh em nhé. Món trùng không dùng đến. Có những cái món nó chỉ cần lấy một cái thôi. Ok, vứt cái cung đi à? Nếu mà vứt cái cung, vứt cái cung thì chúng ta lấy được món đồ tím. Thêm hai này lấy được món đồ cam. Rồi. Đây rồi. Chấn phái luôn. Quá tuyệt vời. Đây là món chấn phái ở bộ này đấy anh em ạ. Món cam bất diệt. Nó còn khủng khiếp hơn. Nó còn quan trọng, nó còn cần thiết hơn là một cái búa xét hay là một cái cướp điên cơ. Đó chính là cái món đồ mà phải có ở trong bộ này. Rồi, bây giờ xong rồi đấy anh em. Bây giờ tôi sẽ tích tiền rồi chúng ta sẽ lên level 10 luôn nha anh em nhá. Sẽ lên dần lên 10 thôi, chứ còn không có gì phải đánh vội cả. Anh em nhìn này. Ui dồi ôi, là bắn cháy chưa ơi. Trông like Blade Line kìa. Ui, like Blade Line. Bắn cho hai phát là chết. Thôi xong à. Đi hết rồi. Chắc là solo late game với cả Goblin. Thôi bây giờ up cấp dần lên thôi. Xong rồi. Đó lên 8. Sau đó round sau thì tôi cũng chưa có vội lên 9. Bởi vì lên 9 thì nó cũng không khác gì mấy đâu. Lên 9 thì chỉ có cho thêm được một con Aegis nữa vào thôi. Chứ còn đương nhiên là tôi sẽ không bỏ con súng ra. Đấy. Bộ này thì nó sẽ phải giữ con súng anh em nhá.
Nếu không giữ được con súng mà có lùn với cả ba hunter ở trong thì cái bộ này nó sẽ khá là đuối đấy. Súng 3 sao không thể vứt được ra. Nếu mà con súng là con súng 2 sao thì có thể tôi sẽ cân nhắc lại, nhưng mà đây là súng 3. Đó. Bây giờ gặp lại cái thằng Goblin chưa chắc đã thua nhá, bởi vì làm sao? Bởi vì là bây giờ cung đen nó lên được 3 rồi. Đấy. Nó ra là cái con mèo 2 sao đấy anh em ạ, con mèo 5 đô ấy. Đấy. Nó có hai con mèo nên là con mèo 5 đô này, ba con mèo nó đều có đồ cả. Ba con mèo nó dồn đồ cho mèo 5 đô. Ăn được không? Khó nhỉ. Còn bất diệt mà, con bất diệt. Ấy, anh em thấy cái lợi hại của cái bất diệt chưa? Cái bất diệt quá lợi hại luôn anh em ạ. Bật bất diệt lên xong rồi lại có cung đao song gương, bật gương. Thế là lại sống, chiến thắng luôn mà. Quá là lợi hại. Rồi, áp dần lên thôi. Bộ này thì cứ lên 9 xong rồi mới lên 10. Tôi nghĩ là đến round 35, 36 là chắc chắn là chúng ta sẽ lên được 10. Và lên được 10 thì nó chết với tôi. Đấy. Cứ xác định lên 10 là nó chết với tôi. Để xem là nó có ăn được không nhá. Goblin với một cái lượng giáp rất là trâu, kèm theo đấy là rất nhiều 3 sao. Rất nhiều 3 sao Goblin. 5 đô 2 sao nữa. Mèo cũng đã có hai mèo rồi. Mèo 5 đô lên được 2 sao rồi. Lượng đồ rất là nhiều, giáp rất nhiều luôn. Nhưng mà con cung đen của tôi là bắn cháy quá anh em ơi. Ô, ra này vẫn thua này. Còn bất diệt nhá, còn bất diệt. Thế thì bạn ơi, thế thì thậm chí còn không cần sử dụng bất diệt luôn. Mày chết, mất 9 máu, round này mày không roll hết tiền mày đi luôn này. Round này mày không roll hết tiền là mày chắc chắn mày đi. Tôi hy vọng là thằng này chưa đi để tôi có cơ hội lên 10 anh em ạ. Tầm này không lên được 10 rồi. Đấy, mà muốn lên được 10 thì là phải round 36. 36 dí một phát thì là lên được 10. Còn round này thì chỉ lên được 9 thôi, không kịp lên 10. Thằng này nó xếp lại một chút. Thực ra nếu mà nó xếp như này thì khả năng là nó sẽ thắng rồi đấy. Nó xếp là ở đây cái vị trí như này là khá gần. Thôi rồi, chấp nhận là để nó thắng một round nha anh em nhá. Giờ tôi sẽ chưa xếp vị trí của con cung đen và con súng lại. Tôi cũng không thèm bắt nó để tôi cho nó sống một round. Sau đó tôi sẽ lên 10 nha anh em nhá. Thực ra là quá đơn giản, nếu mà chúng ta lấy ảnh phẫn nộ chúng ta bắt co của nó thì quá đơn giản, nhưng mà thôi tôi chấp nhận nào này thua. Ok. Máu còn nhiều, còn tận 90 máu à. Sợ gì, cho thua một round. 36 lên 10 cho bạn biết sức mạnh của đội hình tối thượng. Bây giờ mà thua luôn ý thì nó lại hơi phí cái mất công của anh em ạ. Mất công biểu diễn 9 Exit co cung đen. Đấy, mất công biểu diễn cái bộ này mà nó lại không đủ bộ thì nó không hay anh em nhá. Quyết định là làm sao là đối thủ sẽ tiến đối thủ lên bảng. Làm sao tôi sẽ đổi cái vị trí con cung đen và con súng sang vị trí con nào ảnh. À con ác mộng. Chỉ cần sang bên đấy thôi là xong. Rất là đơn giản. Round này, sau round này chúng ta sẽ lên được 10 luôn này. Level 10 luôn. Dí phát thẳng lên 10 luôn. Vứt thêm hai con Exit vào nữa là xong. Thực ra cái bộ này anh em thấy là từ cái lúc mà tôi đánh ở level 7 đến bây giờ lên 8 rồi lên 9 ấy, nó cũng chả khác nhau là mấy, đúng không? Cái sức mạnh đội hình nó vẫn thế đó mà, nó vẫn là mạnh. Thế nên là mình nói là cái bộ này đánh ở level thấp rất ngon. Đấy, đấy là lý do tại làm sao mà tôi nói là cái bộ này vào giải đánh cũng ngon đấy, đánh ở level thấp. Hyperdrone. Rồi, thôi chúng ta lên 10 nha anh em nhé. Ok rồi đấy. Rồi, đồ dồn nó súng. Đồ thừa dồn nó súng nha anh em nhá. Chúng ta còn có thể rèn được mấy món này, rèn thêm được một món blue nữa này. Tôi sẽ bỏ bớt đi, tôi lấy thêm một món blue nha anh em nhá. Ui giời ơi, quá tuyệt vời. Hai cái hai tia. Rồi xong rồi.
trò chơi kết thúc. Đây nó chỉ là thủ tục thôi anh em ạ. Và cũng để cho anh em chứng kiến cái sức mạnh của cái bộ này. Bao nhiêu cái lượng giáp đi nữa ấy, thì cũng không có xi nhê gì đâu. Mà cái bộ này là cái bộ chuyên là counter vào những cái bộ Hyperion đấy anh em ạ. Đối thủ càng nhiều 3 sao ấy thì càng mạnh. Chúng ta sẽ giết chết những con 3 sao của đối thủ. Và chúng ta sẽ gọi ra những con 3 sao. Con đệ 3 sao nó đấm thì nó cháy lắm anh em ơi. 3.000 máu đấy anh em. Đệ 3.000 máu mà tới 400-500 đam. Đấm rất đau luôn. Ui dồi ôi anh em nhìn này. Đẩy này cũng phải 20 máu là ít. Khác biệt chưa? Rồi ôi 23 máu luôn cho đao cuối cùng. Ui giời. Khỏe thật sự anh em ạ. Đấy nhá anh em nhá, câu trả lời cuối cùng của tôi nó chính là cái bộ Aegisid, là cái bộ counter vào Fallen Witcher kẹp với cả 9 Assassin Fake đấy anh em ạ. Anh em thử đi nhá. Anh em cứ yên tâm, đảm bảo luôn với anh em là đấm như con. Giờ anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái, cũng là cái bộ Aegisid, nhưng mà tôi chơi là dồn toàn bộ đồ thủ cho con Dartlet nha anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, tôi hồi sinh lại bộ Clive kết hợp với Lun, một trong những cái bộ đã thất truyền từ rất lâu rồi, nhưng mà quay trở lại một cái bộ Armeta nhưng mà đánh cũng rất là ok. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!